Green. Chào mừng các bạn đã đến với ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng Yomost VFL Spring 2022. HQ buộc phải xuống, HQ buộc phải xuống, nếu không cái cơ hội để giành chiến thắng nó sẽ thấp hơn. Biết đâu rằng V Gaming lại có những kỹ năng tanh bo thì sao? Họ đã sẵn sàng để chơi hay chưa? Atmix muốn tiến lên nhưng Thanh Nhã bảo từ từ đã. Tôi đang cầm một khẩu pha mát X và tôi sẽ phá rát tan tành của anh. Tiếp tục là nhồi những quả lựu đạn tầm xa vào, tấn công không ăn. Nhưng Binsu, người cầm thượng phương bảo kiếm của V Gaming nằm rồi. Neo đứng phía trên, Neo đã có góc và đây sẽ là một màn hủy diệt. Nhảy xuống thẳng luôn, chơi game thẳng mặt là những gì mà HQ đang nói. Chúng tôi đang có sức mạnh, chúng tôi hoàn toàn thể tiêu diệt được anh. Thanh Nhã đã quẩy, Thanh Nhã có hạ gục Atmix hay không? Không, Atmix thất máu, tiếp tục sử dụng đó là những chiếc bánh xe để bay lên tìm góc. Nhưng Văn Thành đứng ở trong cái tình huống kia đang có một khả năng xử lý làm quá tuyệt vời. Và V Gaming khi họ bị dồn vào chân tường, họ có khả năng bật quá cao. Neo bắn cung được một nhưng chắc chắn là sẽ cứu được. Bây giờ lúc này bên phía của HQ chỉ còn Neo não đang cố gắng tìm cách để một mình chống lại ba thành viên của V Gaming phía dưới. Anh ta liệu quyết định như thế nào đây, đứng phía trên để có thể giữ vị trí hay là nhảy xuống để tạo sự bất ngờ? Thái Sơn đã quay trở lại với những người đồng đội còn lại duy nhất của mình, và quyết định của Neo là anh ta nhảy xuống những lan đạn đang bắn vào Neo não và anh ta không thể nào tiếp cận được đội hình của V Gaming. V Gaming đang ở một vị trí khá tốt và cơ hội dành cho họ để lấy được Buya đang rất rõ ràng. Bây giờ chỉ còn lại một đối thủ mà thôi. Ôi V Gaming, và đó là HQ với Buya, một cảm giác rất Yomost. Phía bên này là Box cũng đang có được một vị trí khá là tốt. Họ đang xả đạn về phía V Gaming nhưng họ chưa thực sự có được nhiều lợi thế lắm. Phe đang vượt ngã phía bên ngoài vòng bo, chúng ta chỉ còn lại 3 đội mà thôi và Box đang chỉ còn 2. Trong khi đó V Gaming vẫn còn 4 cơ hội để cho V Gaming tiếp tục giữ vững phong độ cao của mình. Trong ngày thi đấu thứ hai hôm nay, lũ đạn quăng tới và Box không chịu nổi sát thương đến từ bên phía của V Gaming. Họ đã gục ngã và lúc này tất cả gì V Gaming cần làm là tràn lên và dứt điểm đối thủ duy nhất còn lại Elite Capital. V Gaming đã nhìn thấy Buya của mình và họ có được Buya, một cảm giác rất Yomost ở bản đồ thứ hai. Vâng, và có những người chơi đã phải nằm xuống rồi. Vị trí của Forest Child bây giờ sẽ là những người chơi bị ảnh hưởng vô cùng là lớn. Cú đội Sport mất đi một người, đó là vị trí của Mèo. Chúng ta vẫn còn đó là đủ cả 4 người tới từ phe. Vị trí của Vũ Thọ Esports bây giờ đang có những cái cuộc đụng độ được diễn ra. Vâng, và chúng ta được nhìn thấy rằng là Vũ Thọ Esports mất 2 người cực kỳ nhanh. Vậy chỉ còn đó là 2 đội tuyển. Bây giờ sẽ là cuộc chiến giữa phe, kèm với đó là Fun Music Group mà thôi. Những cái bản nhạc có được cất lên, nhưng liệu rằng Buya sẽ thuộc về ai khi mà Panda cầm trong tay đó là khẩu M79. Bây giờ chỉ cần một viên thôi, chính xác là cũng sẽ mang lại sự hiệu quả vô cùng là to lớn. Yumi bay màu và đó là Buya dành cho 4 chàng trai tới từ đội tuyển của phe. HQ.Esports không còn quá nhiều kèo để được vứt ra nữa đâu. Và Higer giờ đây đang trở thành cái tên có cơ hội lớn nhất để giành được cho mình cái Buya. Nhưng V Gaming vẫn còn đó là 3 người. Quả kèo cuối cùng đang nằm ở trên người Binsu với Thanh Nhã. 3 con số không tròn chính trong cái lượng đồ, và đây là Thanh Nhã bắn tung ăn rất là hay với khẩu chim gõ kiến vừa rồi. Và đó Thanh Nhã tình huống chấp cơ hội rất nhanh. Cơ hội bỗng nhiên được mở ra, lượng người được cân bằng dành cho đội tuyển của V Gaming bắt đầu để lên để con một kill vừa rồi. Bên kia người lao vào đây để được bắn, còn đó là Đăng Lớp. Văn Thành đã phải nằm xuống từ trước đó, không sao cả. Đăng Lớp vẫn đang có thể gồng gánh được đồng đội của mình ở trên tay. Thanh Nhã chưa tỏa sáng nhưng khi đã lên tiếng thì đó là đầu. Họ tấn công ở bên phía của Higer. Higer đang phải chịu trận, họ quá sốc trước tình huống tỏa sáng vừa rồi của Thanh Nhã. Và giờ thì đó là V Gaming, họ đang liên tục được bắn, liên tục được chơi. Họ tìm thấy người để là Đăng Lớp đang muốn đẩy ra, họ đang muốn quẩy nhưng nên chơi chậm lại tới bên phía của V Gaming. Higer có M79 bên kia, M79 chọn bên nào đây? Và đó tình huống ném lựu đạn quá tốt tới từ Funky em. Higer chính thức bay màu rồi. Và đó là V Gaming có được cho mình rất nhiều những điểm hạ gục ở trong tiếng vừa rồi. Giờ thì 3 thành viên của HQ.Esports, 3 thành viên của V Gaming đã làm tốt nhiệm vụ và tiêu diệt HQ.Esports để có được cái booyah. Ở cái top 3 và giờ thì đó là Box Gaming. Reno đang đứng ở kia, Reno bị knock rồi nhưng được cứu lại. Box Gaming đang có cơ hội để giành lấy cái booyah này và họ đang có cơ hội để đánh bại V Gaming, đội tuyển đang quá cháy trong ngày hôm nay. Và giờ tiếp tục là bên phía của V Gaming, chỉ 3 thành viên mà thôi, nhưng vòng bó này Box đang có quá nhiều cơ hội và chắc chắn mọi thứ sẽ là cực kỳ đơn giản với Box nếu như họ nắm tới thế. Nhưng Văn Thành vừa có tình huống pick tốt và Box mất đi cho mình một người. Và bây giờ là 2 VSU. Văn Thành còn phòng được quá nhiều lần nhưng Văn Thành tiếp tục bị đổi và 1 vs 3. Quá khó dành cho bên phía của Nhã. Nhã quyết định ra anh chàng này để cho vòng bò. Và đó là booyah, một cảm giác rất robot dành cho Box Gaming. Fun Music Group bay màu trong một nốt nhạc, có một con xe có kỹ năng của Misha di chuyển vào trong. Một chiếc xe mang sứ mệnh quan trọng nhưng chiếc xe này coi như không chụp lại được nữa rồi. Và Box Gaming, chiếc xe này sẽ cháy sớm mà thôi. A3 đang dàn người ra, buộc phải lao lên phía trước. Lượng bom còn lại của Reno là nhiều, nhưng bom keo thì không. Anh chàng này còn 3 quả keo, bên kia thì đó vẫn là No Way For You. Kích hoạt cho mình kỹ năng của Skyler, tiếp tục bắn vào chim của Reno. Reno rút quả nét ra, sẵn sàng những tình huống thả bom vào đội phương rồi. Và No Way For You mất cho mình 145 máu. Vị trí Forest Child nấp rất im lặng rồi, và Forest Child bắt đầu nổ súng tấn công vào chim của Kirin rồi. Hơi khó chịu cho Box Gaming. Giờ thì Green cần phải lo cả vị trí của Forest Child nữa, cực kỳ khó khăn ở tình huống này. Và đó sẽ là đội hình của A3, họ đang tận dụng được cái lợi thế tối đa khi ở Box Gaming đang bị làm phiền. Một người của Box bị ao bỏ trong tình huống vừa rồi. A3 Reno đang liên tục có được cho mình những điểm hạ gục, lao lên tấn công vào quả keo của đối phương. Reno đang cố gắng để xử lý ở bên kia. Reno và Nero, ai sẽ là người có chiến thắng đây? Đọc thì hơi nhịu thôi, nhưng đây là vị trí của No Way For You và đó là cái top 1 dành cho A3. Giải đấu Yomost VFL Spring 2022 Rush Forward tuần thi đấu đầu tiên vào lúc 18 giờ ngày 18, 19 và 20 tháng 2, 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.